Xin chào, mình là Thầy Trang. Lâu rồi không gặp mọi người. Đợt trước lúc mà em trai mình bay về lại Việt Nam thì mẹ mình lại bay sang với mình. Và đây là lúc mà mẹ mình vừa mới bay tới nơi xong còn chưa kịp kéo vali vào trong nhà luôn. Thế nhưng mà mẹ mình mệt, thế nên là mình đã nấu cháo với cả pha trà các thứ, xong hai mẹ con ngồi ăn. Xong rồi mẹ mình còn đi ngủ tiếp nữa vì hơi jet lag một chút. Sau đó thì lúc dậy mẹ con mình mới kiểu đi tắm rửa, thay đồ và ăn tết cái đồ mẹ mình mang cho mình. Phẩm đầu tiên của mẹ Dung ở trên đất nước Đức. Mùi bát cà. Đã bắt chưa? À đây nó sôi rồi đây này. Từ lúc mình hoàn thành việc viết bài xong thì mình sẽ có tầm 1 tháng để chuẩn bị cho cái bài thuyết trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thế nhưng mà đến một tuần cuối trước cái ngày bảo vệ thì mình mới bắt đầu bắt tay vào làm được. Tại vì là trước đó mình kiểu bị ập đến nhiều công việc quá ấy. Tại vì trước đó lúc mình viết bài là mình đã nghỉ không làm việc rồi. Thế nên lần này mẹ mình đến là để support mình trong lúc mà mình chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Mẹ mình đòi đến từ lúc mà mình viết bài rồi cơ, nhưng mình thấy là cái quá trình đấy nó quá dài và nó quá là gian nan, thế nên là mình thôi. Thế nhưng mà lần này mẹ mình đến vào cái tuần cuối cùng thì mình không phải nấu ăn gì hết, mình cảm thấy rất là sung sướng. Một buổi sáng cuối tuần thì mình đưa mẹ mình ra gần nhà mình để đi cái chợ phiên ở đây. Kiểu như là cứ cuối tuần người ta sẽ mang nông sản ở nhà người ta trồng được, có được, mang đến đây để bán. Thì đồ đấy rất là fresh và organic và tươi ngon. Mình thấy bình thường khi mà ba mẹ chúng mình sang ấy thì cả nhà sẽ thường là kéo vali đi đâu đó chơi, đi du lịch các thứ. Thế nhưng mà mình thấy là mẹ mình ở với mình một tuần như thế này cũng rất là hay. Tại vì mẹ mình sẽ cảm nhận được cái cuộc sống thường nhật ở Đức như thế nào, cuộc sống hàng ngày của mình thật sự nó như thế nào ấy. Và mình cảm thấy rất là vui những cái ngày bình thường như này, khi mẹ mình đi chợ với mình, xong về hai mẹ con nấu ăn, xong nghĩ hôm nay ăn gì, xong rồi đấy ở nhà với nhau, mình cảm thấy rất là vui. Mẹ mình dạy mình đan giữa những cái lúc mà mình nghỉ học bài ấy, xong rồi là mang hoa quả cho mình, mang sữa chua đến giường cho mình. Xong rồi hàng ngày mẹ mình hỏi là Trang ơi, thế trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, kiểu lâu lắm rồi không có ai hỏi mình như thế và mình cũng không để ý đến cái bữa ăn mấy ấy. Bố mẹ ở cùng cuộc sống của mình ngăn nắp hẳn và nhà của mình cũng cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì sau rất nhiều ngày tháng vất vả lăn lộn, cảm thấy khó khăn, cảm thấy không chắc chắn về mọi thứ, thì cuối cùng mình cũng đã tốt nghiệp rồi.
mình được một, mọi người ơi. Ở Đức một là điểm cao nhất rồi. Bây giờ mình vẫn không thể tin được luôn. Thì trong suốt cả quá trình viết bài ấy, mình rất là lo lắng và mông lung. Và các thầy cô hướng dẫn bên này sẽ không bao giờ đọc bài của mọi người và nói là như này có được không, mà các thầy cô sẽ chỉ hướng dẫn về mặt ý tưởng thôi. Thế nên là kiểu mình mông lung cho đến tận cuối cùng luôn. Thế xong rồi đến lúc mà cô bảo mình là cái bài của mình thật sự rất 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 là tốt, thì kiểu mình kiểu vỡ òa luôn đấy mọi người. Bền vững với thời gian. Nhìn này, đấy không? Hello mọi người, trời ơi, bây giờ mình đã make up xong rồi và đã lên đầu rồi. Nếu mọi người muốn xem những cái video lên đầu của mình có thể lên tóc tóc xem nhé. Bây giờ mẹ với cả mình sẽ đi vào trong trung tâm để ăn uống tại vì quá là đói rồi. Đây là cái chìa khóa của cái hotel này, trông giống một lệnh bài không? Nặng hơn là nặng ấy, chắc là mình sẽ gửi dưới quầy tiếp tân bởi vì không thể mang này đi theo được, quá nặng. Ok, let's go. Hello mọi người, mình đã đến chỗ ăn rồi đây. Mẹ con mình kiểu đói mờ mắt luôn ấy, thế nên là ông taxi mới thả xuống phát và nhìn thấy cái nhà hàng vào luôn. Đây là một nhà hàng Việt Nam với nói chung là đồ châu Á, có đồ Nhật, có đồ Thái. Các thứ mình đang ăn súp cua, xong rồi cánh gà chiên nước mắm, xong rồi dim sum, xong rồi bò bún. Bây giờ mình sẽ ăn cho nó no đã, xong rồi mình sẽ đi chơi. Quảng trường này kiểu bị hoa mắt ấy mọi người. Tại vì bình thường nhá, là mình đi chỗ nào du lịch ấy là nó chỉ có một cái tòa nhà đẹp ơi là đẹp, sau rồi mình kiểu nó đứng ở đấy của mình nó thôi. Nhưng mà ở đây kiểu bao xung quanh chỗ này không có một cái nhà nào là xấu cả ấy. Cái nhà nào nó cũng kiểu chi tiết tỉ mỉ, xong mạ vàng, xong rồi điêu khắc, xong các thứ kiểu tôi không biết phải quay cái gì vì có quá nhiều thứ đẹp ở đây. Hello mọi người, mình vừa mới mua xong rồi. Mình mua một cái hộp sô-cô-la nhỏ về làm quà cho em Thanh. Ôi, ở đây có cái chỗ tính tiền hay cực. Đây mình nhét cái tờ tiền vào xong rồi nó vút vào trong. Mặc dù cái người tính tiền đứng trước mặt mình nhưng mà người ta không cầm tờ tiền mà người ta bắt mình nhét vào đây. Xong rồi cái xu sẽ tự chảy ra ngoài trả cho mình. Nhưng mình không quay được cái đoạn đấy tại vì không nhanh tay kịp. Ở đây có nhiều cửa hàng sô-cô-la lắm luôn ý. Nhưng mà mình mua ở đấy, cái là quán đầu tiên mình vào. Tại vì là người ta bảo đấy là cung cấp cho hoàng gia của Bỉ. Thế nên là mình kiểu thôi không mua ở đây thì còn mua ở đâu. Nên mình đã mua. Bây giờ sẽ vào tiếp quán thứ hai để xem người ta có nói như thế tiếp không. Ok, let's go. Cửa hàng này thì cũng đẹp nhưng mà rõ ràng là không đẹp bằng cái kia. Và cái đồ của nó đúng là kiểu đồ đóng gói sản xuất hàng loạt đấy chứ không phải là handmade, nên trông nó kiểu khác hẳn luôn. Và cái vị nó cũng khác nha. Cái này kiểu mình ăn thử nhưng mà mình không muốn ăn nữa luôn ý. Tại vì mình vừa ăn cái bên kia ngon quá. Ra chỗ mẹ. Mọi người
người có biết là waffle bắt nguồn từ bị không? Và mình đã đến bị để ăn waffle, là cái chỗ mà nổi tiếng nhất. Đấy chính là Maison Gentoy. Thương hiệu này thì đã có từ 180 năm trước, từ năm 1829, và vẫn rất là nổi tiếng đến tận bây giờ. Và khi mà mình đến vào một ngày kiểu bất kỳ ấy, vì cái mùa này không phải là mùa du lịch, thế nhưng mà ở đằng trước cửa hàng vẫn có một hàng dài người đứng đợi. Với cả hình như phim hoạt hình Tintin cũng xuất phát từ Bỉ hay sao á, mình thấy người ta kiểu vẽ Tintin ở khắp mọi nơi. Oh. It's paper for you. It's you decide price. How much? You decide price. Stand together. Yes, moment. Ôi đẹp quá. Hello mọi người, mình với cả mẹ mình đã đi bộ hết trong cái khu trung tâm này rồi, đi qua hết mấy cái địa điểm mà kiểu ở trên TikTok mọi người review là phải đến của Brussels. Đấy, bây giờ thì lạnh quá. Mình với mình sẽ đi ăn tối. Có hai sự lựa chọn. Một là ăn nhà hàng Ý, hai là ăn nhà hàng kiểu truyền thống của Brussels. Thì mình không biết là đồ có hợp với khẩu vị của mình không. Ăn đồ Ý chắc chắn là ngon rồi. Thế nhưng mà thôi, mình nghĩ là mình ở đây, đúng rồi, thì mình nên ăn đồ ở đây. Yes. Thế nên là mình sẽ đưa mẹ mình đi ăn đồ của Brussels. Ok, let's go. Lúc đầu là mình định đi một nhà hàng khác, thế nhưng mà đang trên đường đi thì thấy cái nhà hàng này kiểu trông nó nổi bật quá, và nó lại ở ngay giữa trung tâm và trông đẹp ý. Thế là mẹ con mình lại đi vào đấy, đổi ý đi vào đấy. Vậy đấy là một quyết định sai lầm mọi người ạ. Mọi người ơi, đồ ăn ở đây không ngon đâu. Thịt bò, thịt bò khô. Cái mẹ mình đang ăn là món truyền thống của mình, thịt viên, thịt bò. Không ngon. Nhưng mà còn hôm nay gọi steak ở đây nha mọi người. Ngày thứ hai ở Bỉ thì mẹ con mình đi tàu đến Bruges, cũng là một cái thành phố đẹp rất là nổi tiếng ở Belgium. Và có một sự kiện xảy ra, đấy là ở ga tàu mình suýt nữa bị móc túi mọi người ạ. Cái lúc mình đi lên thang cuốn ấy thì cái người đằng sau người ta thấp hơn, và người ta có thể thò tay vào trong túi áo của mình, và người ta chọn cái tay mà bên mình đang bận cầm điện thoại ấy để người ta móc cái túi bên đấy của mình. Thì lúc đấy không hiểu ra tự nhiên tay mình lại thò vào trong túi, thì mình sờ cái tay của người ta ấm ấm. Trời, mình kiểu giật hết cả mình luôn ý. Thế nên là mọi người đi du lịch thì nhớ cẩn thận nha, không được để đồ ở trong túi áo và phải để ý xung quanh mình. Tại vì buổi sáng cả mình và mẹ đều bận làm việc, thế nên là tầm 2 giờ chiều thì mình mới đến Bruges. Và cái giờ đấy thì sẽ có ít nhà hàng mở cửa ấy, tại vì người ta chỉ mở buổi trưa và sau đó thì mở tiếp vào 5 giờ chiều cho đến tối. Thế nên là mình không đến được những cái nhà hàng mà kiểu nổi tiếng. Thế nhưng mình cũng tìm được một nơi để ăn sườn, vì ở đây rất là nổi tiếng với combo sườn nướng và bia. Hello mọi người, chung là đến đâu thì mẹ mình cũng sẽ mất khoảng tầm 20-30 phút gì đấy để quay video của mẹ mình. Thế nên là mình trong lúc đợi mình sẽ đi loanh quanh một chút. Sau rồi mẹ mình xong thì mình sẽ có nhiệm vụ là chụp ảnh đẹp cho mẹ mình. Trong lúc chờ đợi mình sẽ đi vào đây chơi nhá. Mình thấy chỗ này là bán đồ Giáng sinh ấy mọi người. Mình nghĩ là Giáng sinh mà đến thành phố Bruges này thì cũng sẽ rất đẹp, tại vì nhìn mấy cửa hàng là biết rồi. Ở bên châu Âu này rất hay có những cửa hàng đồ Giáng sinh mà bán quanh năm ấy mọi người. Như kiểu là nếu như một năm, trong giữa năm chẳng hạn, mọi người nhớ cái không khí Giáng sinh, mọi người chỉ cần tìm đến những cửa hàng như thế này, kiểu ngay lập tức bước vào thế giới Giáng sinh luôn, cho dù mọi người có đang ở tháng nào đi chăng nữa. Lúc đầu mình không định mua đâu, thế nhưng mà bước vào đây mình cảm giác nó cứ magical kiểu gì mọi người. Mình tìm được một ngôi sao lấp lánh màu xanh nước biển. Trong hàng trăm kiểu ornaments treo ở trong cái nhà đấy thì mình kiểu thấy cái này rất là connect với mình. Và dạo này cuộc sống của mình cũng rất là magical. Mình cảm thấy cái việc của mình tốt nghiệp thì được điểm cao rồi các thứ, nó rất là kiểu như trong mơ ấy mọi người. Và mình đã mua ngôi sao may mắn này để tiếp tục cùng mình may mắn trên chặng đường tiếp theo.
rồi mình cùng với mẹ mình leo lên cái tháp đồng hồ cao nhất ở đấy để có thể nhìn được toàn cảnh thành phố. Càng leo lên thì càng gió và cái tháp nó càng xoắn và chật vào ấy. Thế nhưng mà mình rất là may mắn bởi vì mình khi mình leo lên đến đỉnh ấy thì là đúng lúc cái đồng hồ đấy nó rung chuông luôn. Và kiểu mình được nhìn thấy bên trong cái đồng hồ nó hoạt động như thế nào, từng khớp chuyển động như thế nào, tạo ra tiếng chuông, tiếng nhạc rồi chuyển động giờ các thứ. Tất cả những cái trải nghiệm này nó thật sự mang đến cho mình một cái cảm giác rất là cổ tích, rất là kỳ diệu ấy mọi người. Giả sử mọi người là người gác chuông thì mọi người sẽ có thể biết được từng người trong cái thành phố này đang làm gì, đang ở trên phố nào, đi đến đâu. Mình thấy đứng ở đây rất là hay, đứng ở đây với một cái ống nhòm ấy, mọi người có thể thấy được tất cả mọi người trong thành phố đang sinh hoạt như thế nào. Hello mọi người, mình vừa mới leo lên cái đỉnh của cái nhà này. Sao mình như ra xuống trên bầu trời luôn. Cái đầu mình nó xù tung như một con chim luôn. Tại trên đấy gió đây mạnh quá. Gió vù vù. Đây là một cái công trình vô cùng vĩ đại. Từng cái bậc đá chỉ có người chân đi thôi mà nó mò sâu xuống nhẫn cốc luôn. Mình vừa dỗi mẹ mình tại vì là mẹ mình cứ quay video riêng, mẹ mình không đi với mình. Sao bây giờ mẹ mình mồm năm miệng 10 dẫn chuyện. And the big one. That doesn't go in the box. Okay. I can put it in this. On the strawberry one. This. And one mouse. Yes. Khi mà mình đi du lịch với mẹ mình ấy, thì mình mới nhận thấy cái tầm quan trọng của việc trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Tại vì mẹ mình mà đi du lịch ấy là mẹ mình không cần mình luôn. Mẹ mình có thể thoải mái giao tiếp tiếng Anh cho dù là ở bất cứ đâu. Học tiếng thì quan trọng nhất là môi trường. Và nếu như mọi người đang ở trong một cái môi trường mà ít có cơ hội được giao tiếp và sử dụng tiếng Anh ấy, thì mình xin giới thiệu cho mọi người một app rất là tốt, đấy là Elsa Speak. Elsa thì có hai gói học là gói Pro và gói Premium. Gói Pro thì tôi đã từng giới thiệu với mọi người rồi. Ở trong này thì mọi người sẽ được đọc các từ, các câu, các đoạn hội thoại theo rất nhiều chủ đề tùy thuộc vào cái trình độ của mỗi người. Ok, bây giờ mẹ đọc cái này nhá. Tell me about your hometown. I grew up in Saigon, the largest city in Vietnam. Xong rồi, ở đây có những âm mẹ đọc sai, nó sẽ hiện ra như này. Mẹ biết là như nào. Largest city. Vẫn 74 rồi, cải thiện rồi. Nào nghe mẫu nào. Largest city. Ok. Tiếp theo là Elsa Premium. Thì ở Premium sẽ có tất cả các tính năng như là gói Pro. Và cộng thêm một cái nữa, đấy chính là Elsa AI. Cái tính năng Elsa AI này rất hay. Nó là như kiểu luyện những cái đoạn hội thoại nhập vai ấy mọi người. Mình sẽ nói và AI sẽ trả lời lại mình như kiểu là mình trò chuyện với người bản địa ấy. Cái này rất phù hợp với những ai mà ít có cơ hội tiếp xúc với người bản địa, nói chuyện tiếng Anh hàng ngày. Thì mình thấy đây là một cái giải pháp thay thế rất là hoàn hảo. Nếu như mà mọi người sợ bị ý tưởng, không biết nói gì thì cũng đừng lo. Tại vì ở trên này có rất nhiều những cái đoạn hội thoại mẫu, là phỏng vấn, trò chuyện với bạn, hỏi đường. Hoặc là mọi người có thể tạo những cái tình huống mới tùy thích. Mình sẽ nói chuyện thử với AI cho mọi người xem nhá. Elsa AI Conversation. Xong rồi mình sẽ ấn vào một cái topic. Cái mình chọn là Explore Date Night Ideas. Your anniversary is coming up. How are you going to celebrate? I'm not sure yet. Do you have any recommendation? Sure. How about planning a date night that's memorable and affordable at the same time? Memorable and affordable? Affordable and memorable? I'm intrigued. Can you give me some examples? Of course. How about a picnic at a local park or beach? That's a good idea, but I'm afraid it's still cold now. It's March. I think indoor activities will be better. Do you have any other recommendations? Đó, mọi người có thể nói chuyện trên trời dưới biển tất cả mọi thứ. Sau khi nào mọi người chán thì nó sẽ chấm điểm cho mọi người. Ở đây thì sẽ có chấm điểm tổng quan và chi tiết cả về phần về phát âm, từ vựng và ngữ pháp.
Có một cái nữa rất là hay, đấy là Elsa Speech Analyzer. Cái này thì mọi người có thể dùng nó vào bất kỳ mục đích nào của mọi người, bởi vì là nó không giới hạn nội dung. Thế nên là mình có thể dùng nó để luyện các bài nói dài tự do của mình, ví dụ như là thuyết trình này, hội họp này, hoặc là luyện thi nói IELTS hay là TOEIC. Nói chung là bất cứ cái gì mọi người đều có thể nói vào đó. Nói đến đâu thì Elsa sẽ chấm điểm, đánh giá cũng như là hướng dẫn chỉnh sửa đến đó. Sau đó thì sẽ phân tích đúng sai và dự đoán điểm thi các chứng chỉ luôn. Ngoài ra thì gói học premium này còn có các gói hỗ trợ luyện thi các chứng chỉ quốc tế phổ biến như là IELTS, TOEIC. Nội dung các khóa học thì được thiết kế và chọn lọc kỹ lưỡng từ các chuyên gia của Elsa. Đó thì với rất nhiều những cái tính năng tuyệt vời ở trên, tôi nghĩ là cho dù mọi người ở bất cứ đâu, không gặp được người nước ngoài, không có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài, thì mọi người vẫn có thể cải thiện cái kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình một cách hoàn hảo. Và nếu mọi người hứng thú với Elsa Speak thì tôi sẽ để ở đây cho mọi người một cái code giảm giá rất là to, 60% cho cái gói Elsa Premium và 30% cho gói Elsa Pro. Link tôi sẽ để ở dưới phần mô tả và nhớ nhập code Thạch Trang nha. Ok, quay trở lại video. Hôm nay bọn mình vào một cái nhà hàng rất là đặc trưng của Bỉ. Ở đây có cả hải sản và những cái đồ đặc trưng của Bỉ. Và đây là một chai bia mà mình được bốc recommend là 5 độ và có vị cherry. Và lần đầu tiên mình nhìn thấy người ta rót bia vào trong một cái ly như thế này á. Mình tưởng tượng ra cái bia ở cái châu Âu là cái ly nó 500 ml luôn. Hôm nay nhìn rất là nhỏ nhắn xinh và đúng màu của cherry. Đỉnh chóp Trang ạ. Trông em to gấp đôi bố. Happy birthday. Don't encourage more. Dạo này trong những cuộc trò chuyện của mình với mẹ mình ý, thì mình cảm thấy mẹ mình rất hay nhắc đến những cái cụm từ như kiểu là khi nào mẹ già, vài năm nữa, hay là Trang mà cho mẹ cái này thì mẹ sẽ dùng đến cuối đời. Thì mới chợt nhận ra là thì ra là mẹ mình cũng sắp già rồi. Mẹ mình cũng đang cảm thấy cái tuổi già nó ập tới và bước một chân vào cái tuổi già rồi ấy. Thôi mình cảm thấy rất là buồn luôn. Tại vì trong đầu mình luôn luôn là mẹ mình làm việc rất chăm chỉ, làm việc rất hăng hái và lúc nào cũng năng động vui vẻ. Thế nên là mình không hề nghĩ đến kiểu chuyện mẹ mình và cái chữ già nó liên quan đến nhau luôn ý. Thế nhưng mà thật sự thì kiểu cái gì đến thì nó cũng phải đến ý. Và mẹ mình nói rất nhiều về tương lai, về 30 năm nữa thì thầy Trang cũng có con bằng tuổi con bây giờ. Thế là nhà mình sẽ có 3 thế hệ. Xong rồi mẹ muốn sống ở châu Âu này, xong rồi này kia. Mẹ mình kiểu đã lên một cái kế hoạch cho cái phần, cái chapter cuối của cuộc đời mẹ mình rồi. Và đó cũng là một phần kế hoạch cho cái chapter tiếp theo của cuộc đời mình. Mẹ mình cũng có nói là hồi bé khi mà mẹ mình đi học thì bà ngoại mình rất là tự hào về kiểu mẹ. Và bây giờ thì mẹ mình cũng đã được tự hào về mình. Và mẹ mình cũng mong là cái vòng lặp tự hào này nó có thể nối tiếp mãi. Mình sẽ nỗ lực hết mình trong chapter tiếp theo của cuộc đời mình và mang lại cho mẹ mình một chapter cuối thật là trọn vẹn, viên mãn, hạnh phúc. Con yêu mẹ rất nhiều.